Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã tồn tại từ lâu và ngày càng trở nên phức tạp. Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, hai miền Bắc Nam đã chính thức phân chia với đường giới tuyến quân sự ở khu vực phi quân sự. Trong nhiều năm, Bắc Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa, đe dọa an ninh khu vực và gây căng thẳng với Hàn Quốc cũng như các nước láng giềng. Đặc biệt, chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên luôn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, chính phủ Triều Tiên đã tiết lộ rằng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này đã phóng thành công vào quỹ đạo sau hai lần thất bại hồi tháng 5 và tháng 8. Động thái trên của Triều Tiên đã bị chỉ trích là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ cho các chương trình tên lửa đạn đạo. Mặc dù vấp phải các ý kiến trái chiều, song Văn phòng điều hành vệ tinh do thám của Triều Tiên đã bắt đầu hoạt động với tư cách một tổ chức tình báo quân sự. Thông tin trên do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố hôm 3 tháng 12. Hãng này cho biết vệ tinh do thám Malligyong-1 đã bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình từ ngày 2 tháng 12 và sẽ báo cáo thông tin thu được cho văn phòng trinh sát của quân đội cũng như các đơn vị chủ chốt khác của Triều Tiên. Văn phòng điều hành vệ tinh do thám này đặt tại Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, NATA. Chỉ vài ngày sau đó, Triều Tiên tuyên bố vệ tinh do thám Malligyong-1 đã chụp được hình ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và cả những khu vực mục tiêu ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào do Malligyong-1 chụp được. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 là thực hiện quyền tự vệ chính đáng của Triều Tiên và họ sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh trong thời gian tới. Trong một bài báo riêng được KCNA xuất bản hôm 3 tháng 12, một nhà bình luận quân sự giấu tên của Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc chịu trách nhiệm cho việc phá vỡ thỏa thuận quân sự của họ. Bình luận cũng nhấn mạnh việc Triều Tiên phóng vệ tinh do thám cũng giống như những gì các nước khác đã làm. KCNA ngày 2 tháng 12 còn dẫn tuyên bố từ phía Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bất kỳ hành vi can thiệp nào của Mỹ trong không gian bằng cách vô hiệu hóa các vệ tinh do thám của Mỹ. Động thái của Triều Tiên vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc và Mỹ. Hàn Quốc tuần trước đã đình chỉ một phần thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều được thiết lập năm 2018. Triều Tiên sau đó tuyên bố sẽ khôi phục tất cả các biện pháp quân sự đã tạm dừng theo thỏa thuận. Yonhap cho biết phía Hàn Quốc đã phát hiện Triều Tiên xây dựng lại các trạm gác, tái điều động binh sĩ và vũ khí hạng nặng tại khu phi quân sự liên Triều DMZ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 của Triều Tiên chụp được 4 tàu sân bay hạt nhân của Mỹ và một tàu sân bay của Anh sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo hôm 21 tháng 11. Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết thêm, vệ tinh trinh sát Malligyong-1 cũng chụp được ảnh các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, bao gồm căn cứ không quân Hickam ở đảo Oahu thuộc Hawaii vào sáng 25 tháng 11. Trước đó một ngày, Triều Tiên cũng tuyên bố vệ tinh trinh sát của họ đã chụp được hình ảnh các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm Pyeongtaek, Osan, Seoul, Mokpo và Wonsan. Ngoài ra, vệ tinh Triều Tiên được cho là đã chụp được hình ảnh của siêu tàu sân bay USS Carl Vinson. Gần đây là cập cảng một căn cứ quân sự ở Busan. Đáng chú ý, USS Carl Vinson đến Busan vào đúng ngày Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên chưa tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào do vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 thực hiện. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 25 tháng 11 tiếp tục đến thăm Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, đánh dấu chuyến thăm thứ 3 của ông kể từ khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám vào quỹ đạo. Triều Tiên tuyên bố vệ tinh do thám quân sự của họ đã chụp được hình ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và loạt tàu sân bay hạt nhân ở một căn cứ hải quân Mỹ vào đêm 27, rạng sáng 28 tháng 11. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xem những bức ảnh khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia NATA. Chủ tịch Kim đã quan sát hình ảnh chụp Nhà Trắng và Lầu Năm Góc do vệ tinh do thám Malligyong-1 thực hiện lúc 23:36 đêm 27 tháng 11 giờ địa phương, hãng KCNA cho hay. Cũng theo KCNA, vệ tinh do thám của Triều Tiên cũng chụp được hình ảnh từ căn cứ quân Norfolk, nhà máy đóng tàu Newport News và một sân bay quân sự ở bang Virginia vào lúc 23:35. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 là thực hiện quyền tự vệ chính đáng của Triều Tiên và họ sẽ tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh trong thời gian tới. Kể từ khi phóng thành công, Triều Tiên tuyên bố vệ tinh Malligyong-1 đã chụp được nhiều hình ảnh các căn cứ quân sự lớn ở Hàn Quốc và các lãnh thổ Guam và Hawaii của Mỹ. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên chưa tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào do vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 thực hiện. Triều Tiên ngày 27 tháng 11 còn cho biết quá trình tinh chỉnh vệ tinh do thám Malligyong-1 đang được tiến hành sớm hơn dự kiến 1 đến 2 ngày. Bình Nhưỡng nhấn mạnh vệ tinh Malligyong-1 sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính thức vào ngày 1 tháng 12. Hiện đang quan sát vệ tinh của Triều Tiên đã đi vào quỹ đạo nhưng cần thời gian để đánh giá liệu nó có hoạt động bình thường hay không. Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang nóng lên bởi những cuộc đua công nghệ không gian với các nước như Hàn Quốc, Mỹ, mới đây Hàn Quốc vừa tuyên bố nước này đã phóng thành công vệ tinh do thám lên không gian. Được biết, tên lửa phóng vệ tinh này đến từ một hãng công nghệ không gian danh tiếng tại Mỹ. Tên lửa SpaceX hôm 1 tháng 12 đã phóng vệ tinh do thám quân sự nội địa đầu tiên của Hàn Quốc, đẩy mạnh cuộc chạy đua không gian trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh quân sự đầu tiên vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa SpaceX Falcon 9 thuộc công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk mang theo vệ tinh trinh sát của Seoul đã cất cánh từ căn cứ lực lượng vũ trụ Mỹ Vandenberg ở bang California lúc 1 giờ 19 phút giờ Việt Nam ngày 2 tháng 12. Vệ tinh trinh sát được đưa vào quỹ đạo khoảng 4 phút sau khi phóng. Vụ phóng được phát trực tiếp trên trang chủ của SpaceX. Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 30 tháng 11 nhưng bị hoãn do thời tiết xấu. Seoul có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh do thám vào cuối năm 2025 để tăng cường năng lực giám sát Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, được đặt trên quỹ đạo cách trái đất từ 400 đến 600 km, vệ tinh của Hàn Quốc có khả năng phát hiện một vật thể nhỏ tới 30 cm. Quan chức Bộ Quốc phòng này cho biết, nếu xét về độ phân giải và khả năng quan sát trái đất, công nghệ vệ tinh của nước này đứng trong top 5 toàn cầu. Vụ phóng diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng đưa thành công vệ tinh do thám đầu tiên của mình vào quỹ đạo. Giáo sư nghiên cứu quân sự Choi Giyu tại trường đại học Sangji cho hay, trước khi phóng vệ tinh, Hàn Quốc vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các vệ tinh do thám do Mỹ vận hành khi theo dõi Triều Tiên. Theo ông Choi, dù Hàn Quốc đã thành công trong việc phóng vệ tinh liên lạc, quân sự, nhưng việc phóng một vệ tinh trinh sát phải mất nhiều thời gian hơn do những rào cản công nghệ cao lớn. Sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám của riêng họ, ông Choi nhận định chính phủ Hàn Quốc cũng cần chứng minh rằng họ cũng có thể thực hiện được điều này. Các chuyên gia cho hay, việc đưa một vệ tinh trinh sát vào quỹ đạo sẽ cải thiện khả năng thu thập thông tin tình báo của Triều Tiên, đặc biệt là về Hàn Quốc và cung cấp dữ liệu quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào. Kể từ lần phóng vào tuần trước, Triều Tiên tuyên bố vệ tinh mới đã cung cấp hình ảnh về các địa điểm quân sự lớn của Mỹ và Hàn Quốc nhưng chưa tiết lộ hình ảnh chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.